Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa 6 cánh như thế này bằng các cái mũi kép đôi ha. Ở đây mình dùng kim hai đầu và dùng đầu số 4 nè, và sợi móc của mình là sợi fingerring ha. Ở đây mình chập đôi lại hai sợi với nhau để mình móc cho cái phần cánh hoa của mình được dày dặn hơn ha. Thì đầu kim với cái sợi len nó sẽ bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nè. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó gây nên hai mũi móc xích và móc vào vòng tròn ta vừa tạo ở đây 11 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, kép đơn thứ tám, tiếp tục kép đơn thứ chín, kép đơn thứ mười, kép đơn 11. Sau khi đã được 11 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên rồi, các bạn nắm cho mình sợi len ngắn phía sau, guốc thật mạnh vào ha, để cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Và di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây là mũi kép đơn đầu tiên nè, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó gây nên 3 xích. Ta nắm sợi len ngắn phía sau, guốc thật mạnh vào ha. Để cái vòng tròn của mình nhỏ lại thì mình sẽ hoàn tất được phần nhụy hoa với 11 mũi kép đơn. Để móc phần cánh hoa đầu tiên, các bạn sẽ sử dụng mũi kép đôi cho mình để móc ha. Thì cái mũi kép đôi các bạn sẽ tiến hành như sau nè. Ta sẽ lấy len hai vòng lên trên kim ha, móc vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời trước nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đôi đầu tiên, lấy len hai lần lên kim. Sau đó đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời á. Đâm kim vào đó. Đây là chân móc đầu tiên của cái vòng tròn phía dưới nè. Đâm kim vào đây ha. Sau đó kéo len qua chân móc. Khi trên kim được 4 mũi móc như thế này thì tiến hành kéo len cho mình qua hai chân trên kim nè. Kéo lần thứ nhất nè. Được 3 mũi thì tiến hành kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai. Còn hai mũi thì kéo len lần cuối cùng nè. Ta được mũi kép đôi đầu tiên ha. Tương tự cho mình mũi kép đôi thứ hai cũng vào chân móc ta vừa móc. Lấy len hai lần và đâm kim vào chân móc nè. Kéo len và lần lượt kéo qua hai chân trên kim ha. Lần thứ nhất, kéo qua hai chân lần thứ hai nè. Ta tiếp tục kéo qua hai chân lần thứ ba. Ta được mũi kép đôi thứ hai ha. Tương tự làm tiếp mũi kép đôi thứ ba nè. Cũng lấy len hai lần lên kim. Đâm kim vào chân móc ta vừa móc luôn nha. Đâm kim vào đó, sau đó kéo len. Được 4 mũi trên kim thì lần lượt kéo qua hai chân trên kim ha. Lần thứ nhất nè, lần thứ hai và lần thứ ba. Được mũi kép đôi thứ ba cho cái cánh hoa rồi thì tiếp tục lấy len hai lần lên kim lần thứ tư. Cũng đâm kim vào chân móc ta vừa móc ha. Sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim nè. Lần thứ nhất, tiếp tục kéo qua hai chân lần thứ hai và kéo qua hai chân lần thứ ba. Như vậy là phần cánh hoa của mình sẽ kết thúc ở 4 mũi kép đôi ha. Kết thúc cánh hoa này thì móc lên cho mình 3 mũi xích. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc kế bên của cái phần nhụy hoa phía dưới nè. Thì cái chân móc kế bên này móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cánh đầu tiên ha. Lên cho mình 3 xích. Ở cái cánh thứ hai á, nó cũng tương tự cái độ dày giống như cánh thứ nhất ở đây nè. Ta sẽ có 4 mũi kép đôi cho mỗi cánh ha. Thì cái cánh thứ hai, các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân ta vừa móc mũi dời nha. Và tiến hành di chuyển kim đến chân kế bên nè. Chân kế bên này ta sẽ móc vào đó 4 mũi kép đôi nha. Ta không móc vào cái chân ta móc mũi dời nữa, mà tiến hành di chuyển kim qua chân kế bên ha. Lấy len hai lần lên kim và đâm kim vào chân kế bên nè. Kéo len, sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục lần thứ hai. Lần thứ ba. Lấy len hai lần lên kim lần thứ hai. Đâm kim vào chân móc.
sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim nè, lần thứ hai và lần thứ ba. Được mũi kép đôi thứ hai rồi ha, lấy lên hai lần, lần thứ ba nè, đâm kim vào chân ta vừa móc, sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim, lần thứ hai, lần thứ ba. Tiếp tục mũi kép đôi thứ tư ha, đâm kim vào chân ta vừa móc luôn, kéo len và lần lượt kéo qua hai chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Khi đã được 4 mũi kép đôi liên tiếp với nhau thì lên 3 xích và cũng đâm kim vào chân móc kế bên nè. Ta sẽ không đâm kim vào chân móc mà mình vừa móc nữa, mà đâm kim vào chân kế bên ha, móc một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh hoa thứ hai ha. Để tiếp tục móc cánh tiếp theo, các bạn gây nên cho mình 3 xích và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Cũng đâm kim vào chân kế bên của cái phần nhụy hoa và móc vào đó 4 mũi kép đôi nè. Kép đôi thứ nhất nè, tiếp tục lấy len hai lần, đâm kim vào cùng chân móc và lần lượt kéo qua hai chân trên kim ha. Tiếp tục lần thứ ba, hai lần lên kim, lần thứ tư, kéo qua hai chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Được 4 mũi kép đôi liên tiếp vào cùng một chân móc thì gây nên 3 xích và di chuyển kim đến chân kế bên của phần nhụy hoa, móc vào một mũi dời, gây nên 3 xích và làm tương tự cho mình đến cuối vòng thì mình sẽ được những cái cánh hoa tương tự như vậy, và ta sẽ có 6 cánh hoa cho cái vòng tròn này ha. Sau khi đã hoàn tất được cánh hoa, mình được 6 cánh hoa như thế này thì kết thúc cái vòng móc này, các bạn cũng tiến hành móc lên cho mình 3 mũi xích nè. Ta sẽ móc lên 3 xích ha cho cái cánh cuối cùng. Ở cái cánh cuối cùng này, kết thúc cái mũi này, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình và cái chân móc mũi dời, là cái chân mũi dời của cái phần nhụy hoa phía dưới nè. Chân mũi dời này các bạn đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời ha. Móc lên một mũi móc xích, tiến hành kéo và cắt len. Dấu sợi len thừa cho mình ra phía sau các cái mũi móc ở cái phần nhụy hoa nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái mẫu hoa 6 cánh với các cái mũi kép đôi. Thì ngoài các cái mũi kép đôi cho phần cánh hoa của mình nó to ra nè, thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình mũi kép đơn ở cái phần cánh hoa cũng được nha. Thì cái phần cánh hoa của mình nó sẽ ngắn hơn so với mũi kép đôi nha. Và cái vòng tròn phía trong cũng móc cho mình 11 mũi kép đơn nè. Chúc các bạn thành công!